Channel của mình tiếp tục là ẩm thực của tôi nha các bạn ơi. Thì hôm nay là mình có mua được 4 con cá lóc kiến nha các bạn ơi. 4 con này tổng giá là 2,5 kg nha các bạn. Nặng 2,5 kg. Đó, chỉ có 4 con thôi. Wow, xin mời tất cả các bạn nha. Đây, mình xin phép mình dùng tay nha các bạn ơi. Đây. Không kệ vụ cá lóc kiến cũng có này kia nha các bạn, nhưng mà mời các bạn cái trứng nè. Ăn cái trứng trước đi. Cái trứng nè, lóc kiến. Nghe lâu kiến thì ăn chấp nhận là cũng ngon nha bạn, nhưng mà không ngon bằng mấy trứng cá kia đâu bạn ơi. Thấy là như hơi hơi mình cảm nhận là hơi sảm sảm các bạn, không ngon bằng trứng cá đồng bình thường đâu. Bạn cái trứng cá lóc này kìa ngon hơn. Đây trứng luôn. Đây các bạn ơi. Còn khó bóc nữa các bạn. Đây là nhân vật chính nè. 4 con 2,5 kg là mình mua khá là một cá lớn nhất nha các bạn. Đó. Wow, bạn thấy chưa? Wow, để mình gỡ lột da. Cảm giác thịt nè các bạn ơi. Cá này thì chủ yếu bạn bóc tay nha các bạn. Nếu mà dân miền Tây ít nhiều cũng phải ăn cá này rồi. Cá bự thì thật nó rất là dai luôn các bạn ơi. Đây, mình lột thịt ra cho các bạn xem. Luộc cá. Ăn này nói chung cá này hàng phái là ăn cá bự nha bạn. Wow, cái da nó rất là ok luôn mà. Đây. Đây. Đây nha các bạn, căn cảnh cho mọi bạn nè. Nói sao chưa? Đây là cặp trứng nè các bạn ơi. Thôi mình thích ăn thịt nè, trứng mình không thích đâu. Đó nè các bạn. Chấm với nước ngọt thiếu luôn.
Thật nó ngọt một cái luôn các bạn ơi. Bẻ ra nè. Để mình gỡ ra cục gạch này nha các bạn xem. Đây đây. Hơi nóng nha các bạn ơi. Nóng tay luôn. Cái nước chấm này theo lẽ mình để bột ngọt các bạn với muối đường, nhưng mà mình nặng chanh vô là đường là bột ngọt mà với chanh nặng vô là cái màu đồng gì nha các bạn. Nóng. Thật cái ngọt, nó ngọt vô cùng. Đây. Hay chồng người bán cá lóc kiến mình hỏi là một ngày bán được nhiêu ký các bạn, nó một ngày bán có thể trên là cả 100 ký luôn các bạn. Cá này là không có lấy nữa. Thì một bốn con chưa giỏi lắm, ăn một con mà cái đầu này rất là ngon các bạn. Thật nè. Rất cục hợp luôn. Bóc bông qua một miếng ớt này. Cho đã. Quá hợp luôn. Sao giờ cá lóc kiến mà sự rất là ngọt luôn. Cá lóc kiến ăn lai gai qua ăn gấp quá không được. Nếu mà biết ăn cá lóc kiến là người ta rất thích khoái ăn cái đầu nha các bạn. Chỗ này thật không à, sao tét cả được. Đây các bạn ơi. Gỡ cái da ra mấy cái màng màng nó còn béo quá mà, cực kỳ béo luôn.
con cút nha bạn. Cái lo kiến nó rất là ngọt mà các bạn hay mình lấy mình là mình lột nó vừa chín tới tới nha các bạn, không bị chín quá đâu. Cho là cái đầu nút cho sướng nè. Mua về mặn nhà các bạn, mặn kỹ lắm. Nước thì hấp được. Quá ngọt luôn. Biết ăn là cá mang này các bạn, béo cực kỳ luôn. Quá béo. Đầu nó cứng quá các bạn. Thôi con bự mình ăn, con này đổi ra có 700g nha các bạn, 7 lạng. Nó lâu hàng. Trong cái nước cũng ngọt. Quá béo luôn. Ăn không gà ta. Tức không? Cái nồi dễ ăn quá. Đây thêm ngon nữa. Mở tay gãy các bạn nha. Nó thôi lên rồi các bạn ơi. Đây các bạn nó con này nó chín chưa đều hay sao bạn ơi, con này mình gỡ ra cái mộ à, tóc lớp luôn nè, nó có trứng luôn các bạn ơi. Đây cái trứng mà các bạn nha, quất một con nữa. Không dính miếng xương luôn. Oh.
Chấm tư đúng không ạ? Chấm nước nào? Chấm nữa nè. Rồi bà wow. Ok là nó cũng đến với anh bà của tôi nha bạn. Đó là cái mà của mình có mua là 4 cái kiếm như làm quay ăn, cảm giác mà nó ngon nó đã cỡ nào nha bạn. Thấy tôi mà cũng không dám quay clip dài đâu, quay clip dài bạn không có xem hết clip đâu. Mong tất cả bạn nhà yêu mến kênh mà tôi xin một like một đăng ký kênh nha bạn, có thể tạo động lực làm những video tiếp theo mà những món ăn nào nếu các bạn để yêu cầu bình luận thì mình sẽ cũng sẽ cố gắng làm theo nha bạn ơi. Rồi, bye bye, xin chào tất cả các bạn. Hẹn bạn gặp lại một clip sau. Bye bye.